Phương Mỹ chỉ bị hacker xóa MV vũ trụ của anh trên YouTube. Trao đổi với báo chí, đại diện của ca sĩ Phương Mỹ chỉ xác nhận thông tin MV vũ trụ của anh. Với hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube của nữ ca sĩ bị hack vào sáng nay, ngày 13 tháng 5. Mới đây, ca sĩ Phương Mỹ Chi khiến người hâm mộ xôn xao khi chia sẻ việc kênh YouTube của cô bị hacker đột nhập và xóa DMV vũ trụ có anh, sản phẩm âm nhạc mới ra mắt, có hơn 4,3 triệu lượt xem. Nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, kênh YouTube của Phương Mỹ Chi đã bị hack và hacker xóa DMV vũ trụ có anh vào 3 giờ sáng ngày 13 tháng 5. Ekip đã kịp thời phát hiện bất thường về việc truy cập MV không thành công, ngay lập tức liên hệ đối tác để xử lý. Phương Mỹ Chi cho biết, do sự việc diễn ra bất ngờ vào rạng sáng và vào ngày cuối tuần nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, giọng ca quê em mùa nước lũ cũng cho hay, ngoài việc xóa MV, hacker còn đăng tải thêm nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, khiến khán giả hoang mang. Sau nỗ lực của ekip và sự phối hợp cùng đối tác thì mọi việc đã được giải quyết trước 11 giờ sáng nay, ngày 13 tháng 5. MV vũ trụ của anh đã được khôi phục và các video với nội dung spam đã được xóa đi, Phương Mỹ Chi thông tin. Nữ ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán giả và các đối tác đã quan tâm, liên hệ thông báo về sự việc lần này, cũng như gửi lời xin lỗi vì đã để khán giả phải lo lắng. Hiện tại, MV vũ trụ có anh của Phương Mỹ Chi chỉ đứng sau Visualizer Video Making My Way của Sơn Tùng MTP và xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng YouTube Trending lĩnh vực âm nhạc. MV mang về hơn 4,3 triệu view và hơn 113.000 lượt yêu thích tính đến 13 tháng 5. Nói về vũ trụ có anh, đây là màu sắc âm nhạc khác biệt trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi. Ca khúc là sự giao thoa giữa văn hóa phương Tây và phương Đông, mang hơi thở truyền thống đan xen hiện đại. Vũ trụ có anh thuộc thể loại disco, yếu tố âm nhạc được lấy cảm hứng từ hoạt hình Disney kết hợp với âm hưởng. Ca trù, một loại hình nghệ thuật độc đáo trong kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, được biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt Nhí 2013. Tuy không giành được giải thưởng cao nhất nhưng ngôi vị Á quân năm đó đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô bé dân ca. Sau chương trình, Phương Mỹ Chi xuất hiện trên khắp các sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài nước, được ca sĩ Quang Lê nhận làm con nuôi, trở thành giọng ca nhí được săn đón lúc bấy giờ.